Xin chào tất cả anh em, chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Và cái chủ đề của video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các anh em một số những trái nước hoa thì là đã về hoặc đang trên đường bay về Việt Nam. Thì đó đều là những trái nước hoa mà mình đã bỏ, cái thứ nhất là công sức, thời gian và tiền bạc, với cái mục đích đó là muốn chia sẻ đến với các anh em những trái nước hoa mình không dám gọi đấy là những mùi hương xuất sắc, bởi vì thực sự cái từ xuất sắc nó tùy gu của mỗi người. Nếu đúng gu của các anh em thì nó là xuất sắc, còn nếu không thì nó cũng chỉ là giống như kiểu một cái mùi hương vớ vẩn mà thôi. Ở đây thì mình muốn chia sẻ đến với các anh em những chai nước hoa mà cá nhân mình thấy rằng nó đều được đánh giá rất là tốt, và đặc điểm chung là không được quá nhiều các anh em biết đến. Thì sau một thời gian mình đã bỏ công sức, thời gian và tiền bạc thì mình muốn chia sẻ đến với các anh em đó là những chai nước hoa nào. Và nếu như các anh em không cần chờ đợi mình review thì chúng ta sau khi xem xong các anh em có thể hoàn toàn là tự tìm order cho riêng mình để tự trải nghiệm cái cảm xúc cá nhân của mình, thì cũng là điều mình thấy là không có vấn đề gì. Còn lại nếu không thì các anh em nào mà muốn an toàn thì hãy đợi mình nhận đủ về, và nếu như mình cảm thấy chai nào hay mình sẽ chia sẻ đến với các anh em. Ok, còn bây giờ anh em mình sẽ không nói nhiều nữa, chúng ta hãy cùng vào cùng chủ đề của video ngày hôm nay, đó là những chai nước hoa rất là ngon với cá nhân của mình, tuy nhiên chưa được nhiều người biết đến. Ok, let's go! Chai nước hoa đầu tiên mà mình mới nhận được trong tuần vừa rồi đó là một sản phẩm của nhà Lolita Lempicka và nó có tên là Green Lover. Các anh em hãy đánh tên chai nước hoa này và chúng ta sẽ thấy rằng rất rất nhiều những YouTuber nước ngoài đánh giá rất là cao. Đây là một trong những mùi hương giống như kiểu dạng best choice dành cho một thu đông. Đó, và mình đã vừa mới nhận được trong tuần vừa rồi. Do hiện nay thì thời tiết ngoài Hà Nội này nó vẫn đang rất là nóng. Đó, cho nên thực sự đây không phải là một khoảng thời gian tốt để có thể trải nghiệm một cách, cái thứ nhất là chính xác và đầy đủ về mùi hương của chai nước hoa này. Thực sự là nếu mà mình xịt một sọt chai nước hoa này đến thời điểm hiện tại bây giờ đang rất là nóng và oi thì mình còn cảm thấy nó hơi đau đầu. Tuy nhiên cái cảm nhận sơ qua của mình về chai nước hoa này nó cũng khá là tò mò và thú vị, bởi vì nó là một cái cấu trúc mùi hương khá là thú vị. Khi mà mình xịt thì cái cảm nhận của mình đó là bạc hà, cái tông rượu gin và một chút vanilla. Tuy nhiên sau khoảng 30 phút thì nó giống như một cái cú twist đó, một cái cú quay vòng, bởi vì mùi hương nó lại là một dạng kiểu vanilla ngậy giống như một cái chiếc bánh vani. Nó lại có thiên hướng chuyển mùi sang mùi gourmet, mùi hương của ẩm thực, của mùi thức ăn. Rất là có nghĩa là gây ngạc nhiên cho những ai khi mà ngửi mùi hương của chai nước hoa này. Còn rất là sớm để mình có thể kết luận rằng đây là một chai nước hoa ngon hay không ngon, bởi vì như mình đã nói, nó là một mùi hương hợp với mùa đông chứ không phải là thời điểm hiện tại, đó là mùa hè. Cho nên mình không thể kết luận được rằng đây là một thành công hay thất bại của mình. Tuy nhiên mình sẽ rất là tò mò để đợi đến tầm khoảng tháng 9 ấy. Khi mà bắt đầu mùa thu về, bắt đầu cái lạnh nó về rồi thì mình sẽ có những cái trải nghiệm nó chính xác hơn về mùi hương của chai nước hoa này. Còn về, như mình đã nói về cái cấu trúc mùi của nó thì nó khá thú vị, bởi vì bạc hà sau đó nó xoay chuyển lại thành một dạng kiểu mùi hương vani ngậy và ngọt trên nền của bạc hà. Rất là, nói chung là khá là ngạc nhiên, tuy nhiên là khá là hơi là nồng so với cái thời điểm hiện tại, cho nên mình sẽ đợi chai nước hoa này vào thời điểm lạnh để mình thẩm lại. Ok, chai nước hoa thứ hai đó là một sản phẩm không quá là tên tuổi, đó là Cherio Pour Home Eau de Toilette. Chai nước hoa này mình nghĩ rằng là gần như là rất là xa lạ đối với các anh em. Tuy nhiên đây là một mùi hương được pha chế bởi perfumer cực kỳ là nổi tiếng, người đã pha hai chai nước hoa có thể gọi là rất là nổi tiếng của nhà Frederic Malle, đó là Cannon Flower và Vetiver Extraordinary. Đó, thì nhắc đến hai chai nước hoa này, các anh em nào chuyên về chơi niche hoặc là chơi những cái dòng nước hoa xa xỉ thì chúng ta không hề xa lạ. Và Charion Pour Home Eau de Toilette là một sản phẩm của nhà pha chế nước hoa này. Để nói về mùi hương của chai nước hoa này thì đối với mình nói nhanh một chút, nó giống như kiểu một phiên bản nhẹ nhàng của Entremé. Nó không phải là một bản clone của Entremé, thế nhưng ở chai nước hoa này nó sử dụng một cái nốt tiêu biểu
và giống với Antrime, đó là lê. Thì khi mà mình xịt, cái cảm giác giống như kiểu là một cái, nói thế nào nhá, một cái tông mùi lê nhẹ nhàng bám trên da, trên nền của một chút floral, mùi hương hoa. Cho nên đây là một mùi hương nó khá là nhẹ nhàng, rất thích hợp trong môi trường office. Đó, rất rất thích hợp trong môi trường office. Và ngoài ra thì nó rất đa dụng trong các dịp. Tuy nhiên đây là một mùi hương rất là nhẹ nhàng, bởi vì như mình đã nói, nó kết hợp tông mùi lê và một chút hương hoa. Cho nên mình đã xịt sử dụng chai nước hoa này 1-2 lần thì mình thấy rằng mùi thì rất là nhẹ nhàng, rất là đa dụng. Tuy nhiên về hiệu năng mùi thì nó cũng không phải là quá xuất sắc. Do vậy mà mình nghĩ rằng sẽ không có nhiều các anh em ưng mùi chai nước hoa. Tuy nhiên thì mình vẫn sẽ giới thiệu cho các anh em nào, nếu như chúng ta đang thích một cái mùi hương, chúng ta không muốn gây khó chịu cho mọi người. Mình biết rằng rất là nhiều các anh em rất thích xịt nước hoa, tuy nhiên chúng ta lại muốn chọn những cái mùi mà nó không gây khó chịu cho mọi người, một cái mùi thơm nhẹ nhàng và sang trọng, thì Cherio Pour on the Toilet. Còn lại một số những sản phẩm mà mình đang đợi, đang trên đường về Việt Nam. Chai nước hoa đầu tiên đó, nó có tên Recata Falcon Neighbor. Đây là một thương hiệu đến từ Pháp. Và mùi hương này nó có một cái gì đặc biệt? Thực ra thì mùi hương này theo như những cái đánh giá ở trên mạng và YouTuber, nó là một phiên bản pha trộn giữa ba mùi hương có thể gọi là best choice cho mùa hè, ở dạng như kiểu best seller luôn ấy. Đó là Chrome Azzaro, CK1 và Nautica Voyage. Đó, đấy là những cái cảm nhận của rất rất nhiều những người đánh giá về chai nước hoa này. Có nghĩa là nó là một sự tổng hòa giữa ba mùi hương của Chrome Azzaro, Nautica Voyage và CK1. Thì chúng ta cũng có thể thấy rằng đây sẽ là hứa hẹn sẽ là một cái mùi hương mà nó sẽ, mình nghĩ rằng nó sẽ rất là phù hợp để sử dụng với mùa hè ở Việt Nam. Đó, trong cái điều kiện nắng nóng gay gắt ở Việt Nam thì chai nước hoa này có tên Recata Falcon Neighbor này, thì mình nghĩ rằng nó sẽ khá là phù hợp để sử dụng và cũng rất là định mũi, bởi vì mọi người đều đã biết CK1 là một cái mùi hương mà nó có một cái đặc trưng rất là tiêu biểu, tính chất rất là tiêu biểu, nó càng nóng thì nó sẽ càng thơm. Do vậy mình sẽ rất là hy vọng chai nước hoa này, sau khi mình nhận về thì mình, nếu mình cảm thấy là nó đáp ứng được những cái tiêu chí, ví dụ như là phải là ngon, bổ rẻ và nói không với clone, thì mình sẽ giới thiệu đến cho các anh em. Đó, đấy là chai nước hoa đầu tiên trong cái list mà mình đang đợi hàng về. Chai nước hoa thứ hai đó là một sản phẩm đến từ nhà Saint John. Saint John thực ra là một ca sĩ rapper, và mình đã thường hay giới thiệu đến cho các anh em chai nước hoa Saint John Unforgivable, một phiên bản có nét tương đồng với mùi hương Creed Imperial. Đó, một cái mùi hương rất là nhẹ nhàng và dễ sử dụng, đa dụng. Và Saint John 3AM cũng không là ngoại lệ, với sự kết hợp của mùi dưa, cam, lá sung, tạo nên một cái tông mùi mà mình đánh giá rằng nó sẽ rất là nhẹ nhàng. Và theo như mình tìm hiểu trên các cái diễn đàn và trên cả trên mạng nữa, thì mọi người đều đánh giá nó rất là cao. Chai nước hoa này mọi người đều đánh giá nó rất xứng đáng với cái số tiền mà chúng ta sẽ phải bỏ ra để sở hữu. Đó, Saint John 3AM. Cho nên mình rất là hóng cái chai nước hoa này, bởi vì từ rất là lâu rồi mình luôn muốn tìm những chai nước hoa mà nó có một cái lối rẽ khác đi. Vì chúng ta đều đã biết là những cái mùi hương mà chúng ta hay sử dụng trong mùa hè, đó là thường sẽ là mùi hương nước biển hoặc là mùi cam chanh, xí chớt, trái cây. Thì mình muốn xem là với sự kết hợp giữa dưa, xả, cam và lá sung thì nó sẽ ra một cái tông mùi gì. Tuy nhiên mình thấy rằng là những cái phản hồi ở trên mạng đều đánh giá rất là tốt chai nước hoa Saint John 3AM. Cho nên tất nhiên rồi, mình cũng sẽ hóng hóng xem em nó sẽ là như thế nào. Đó, chai nước hoa thứ hai mình đang đợi hàng về. Chai nước hoa thứ ba, nó có tên Hollister Way. Điểm đặc nổi bật của chai nước hoa này đó là cái gì? Ở chai nước hoa này nó sự kết hợp của quả juju, của quýt juju và nốt tre. Đấy là cái điều làm cho mình tò mò, bởi vì các anh em đều đã biết rằng
Moche thực ra là không phải có quá nhiều nhà nước hoa sử dụng. Mình chỉ được gửi, mình được gửi một số chai, ví dụ như Kilian Bamboo, đó cũng là một chai nước hoa có sử dụng tông mùi tre, hoặc là một sản phẩm khác của nhà Mont Blanc Starwalker, nếu như mình nhớ không nhầm. Đó, thì mình muốn tìm hiểu rằng chai nước hoa Hollister Way này nó có cái gì. Mình không kỳ vọng chai nước hoa này sẽ là một mùi hương xuất sắc, thế nhưng mình muốn xem nó sẽ có cái gì đặc biệt, bởi vì mình đọc thấy rằng nó đây là một mùi hương rất là an toàn, rất là đa dụng và dễ sử dụng, thì mình muốn xem rằng nó ở mức độ nào đó. Thì nếu mà hay thì chúng ta lại có thêm một cái mùi hương sử dụng trong mùa hè nữa, đó, Hollister Way. Và chai nước hoa cuối cùng mình muốn nói đến ở đây đó là gì nhá? Dizzy Only the Brave Tattoo. Đây là chai nước hoa mình đang rất là phân vân, bởi vì cái tông mùi của nó đó là táo, thuốc lá và benzoin. Có rất là nhiều những ý kiến trái chiều về chai nước hoa này, có những người khen và có những người chê, gần như là tỷ lệ ngang nhau. Cho nên mình cũng đang rất là phân vân về chai nước hoa này, bởi vì chúng ta đều đã biết thuốc lá thì về số đông ở trên thị trường thì quanh đi quẩn lại vẫn chỉ mãi là thuốc lá vani đó, hoặc là những thuốc lá mềm cộng với một chút honey, mật ong, tạo nói chung là rất là thường thì chỉ có hai cái style mùi như thế về thuốc lá. Cho nên mình muốn biết rằng thuốc lá kết hợp cùng với fruity trái cây và một chút nhựa benzoin thì nó sẽ tạo ra một cái tông mùi gì. Có những ý kiến cho rằng chai hoa này rất là nhân tạo, một synthetic, nhưng cũng có những ý kiến đánh giá nó rất là xuất sắc, cho nên là thực sự mình đang rất là phân vân về chai nước hoa này. Mình sẽ suy nghĩ kỹ về chai nước hoa này, mình nếu mình cảm thấy là ok thì mình sẽ order nốt em này. Đó, Dizzy Only the Brave Tattoo, chai nước hoa này mà chắc chắn rồi, khi mà đã ấy về thì sẽ phải giới thiệu cho các anh em. Đó, thì vừa xong trong cái video này, mình giới thiệu lên cho các anh em những chai đã về và một số chai đang trên đường về. Đó đều là những chai nước hoa mà được đánh giá mùi tốt đó, và mức giá tất nhiên không phải là quá, là mức giá là ok, ổn, và mùi hương đều đánh giá tốt, và mình không biết rằng nó có hợp với các anh em hay không. Tuy nhiên thì mình sẽ có những cái trải nghiệm sớm, và nếu mình cảm thấy rằng ok, nó quá là ổn rồi thì mình sẽ chia sẻ đến với các anh em. Còn bây giờ anh em mình hãy bye bye.